Đội cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đức Danh, 37 tuổi, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, để điều tra về hành vi mở hàng loạt tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, đầu tháng 4 năm 2021, Danh sử dụng mạng xã hội Zalo để tham gia vào nhóm làm giấy tờ uy tín và đặt nhóm này làm 5 giấy chứng minh nhân dân giả có dán ảnh của Danh do Công an tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Đồng Nai cấp với giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, Danh còn đặt mua 30 SIM Viettel đã được kích hoạt sẵn để đăng ký làm số điện thoại nhận tin báo của các tài khoản ngân hàng. Danh tải và đăng nhập vào các ứng dụng vay tiền trực tuyến trên mạng Internet và dùng các loại giấy tờ giả này đăng ký hồ sơ vay tiền. Khi nhận được tiền vay thành công, Danh sẽ hủy mọi tài liệu liên quan. Tuy nhiên, chưa kịp đăng ký vào các app vay tiền trực tuyến, thì Danh đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ thêm được một số tài liệu liên quan đến việc làm chứng minh nhân dân giả.